thưa thầy cô và quý đồng nghiệp ạ. Hôm nay em xin trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính độ phân giải cao tổn thương vừa kẽ trong một số bệnh hệ thống. Thì bài của em gồm có 5 phần. Thứ nhất là đặt vấn đề. Thì bệnh phổi kẽ là một nhóm lớn không đồng nhất của các bệnh khác nhau ảnh hưởng đến mô phổi do viêm và xơ hóa. Thì có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân vô can và nguyên nhân bệnh hệ thống là nguyên nhân thường gặp nhất. Theo Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ và Hiệp hội hô hấp châu Âu thì cắt lớp vi tính độ phân giải cao được coi là trọng tâm chẩn đoán bệnh phổi kẽ. Và hai hình thái thường gặp là viêm phổi kẽ thường gặp UIP và viêm phổi kẽ không đặc hiệu NFIP. Hai hình thái này thì có nhiều đặc điểm giống nhau, nhiều đặc điểm tương đồng nhưng mà khác nhau về tiên lượng điều trị, nên mà phân biệt hình thái này rất có ý nghĩa quan trọng trong thực hành lâm sàng. Đã có nhiều bài báo trên thế giới mô tả đặc điểm hình ảnh cũng như xác định hình thái tổn thương. Ở Việt Nam thì các tác giả cũng đã quan tâm đến xác định mô tả đặc điểm nhưng mà chưa có nghiên cứu nào xác định hình thái tổn thương. Do đó chúng em thực hiện nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính độ phân giải cao tổn thương vừa kẽ trong một số bệnh hệ thống nhằm hai mục tiêu: mô tả đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính độ phân giải cao trong một số bệnh hệ thống và xác định tỷ lệ viêm phổi kẽ không đặc hiệu NFIP và viêm phổi kẽ thường gặp UIP trong một số bệnh hệ thống. Thứ hai, em đi vào tổng quan tài liệu gồm 3 phần. Thứ nhất là giải phẫu khoảng kẽ. Khoảng kẽ là tổ chức mô liên kết nâng đỡ cho phổi, gồm tổ chức trong tiểu thùy và quanh phế quản mạch máu. Thứ hai là tổ chức kẽ liên tiểu thùy và tổ chức kẽ dưới màng phổi. Thứ ba là tổ chức kẽ trong tiểu thùy hình bên phải. Đây là hình phóng to của tiểu thùy phổi cho để ta thấy được bản chất của tổ chức kẽ trong tiểu thùy, tức là sự dày lên của vách phế nang và khoảng kẽ quanh phế nang. Tổn thương phổi thì chia làm 3 nhóm: tổn thương có hồi phục, tổn thương không hồi phục và các tổn thương liên quan. Trong nhóm tổn thương có hồi phục thì dày kẽ là tổn thương thường gặp nhất. Dày kẽ là sự dày lên của khoảng kẽ, gồm có dày vách liên tiểu thùy, là các đa giác, các có hình lục giác. Bình thường thì chúng ta sẽ không thấy được khoảng kẽ dày vách liên tiểu thùy trên các lớp vi tính độ phân giải cao, và thấy được khoảng 20% bệnh nhân bình thường, đặc biệt những bệnh lớn tuổi, bệnh nhân hút thuốc lá. Thứ hai đó là dày vách trong tiểu thùy. Vách trong tiểu thùy chính là các đường mờ nằm trong thường kết hợp với dày vách liên tiểu thùy, đôi khi đó chỉ là một vùng kính mờ. Thứ ba là dày khoảng kẽ quanh bó mạch phế quản, là những vùng tăng đậm độ phân bố quanh bó mạch phế quản và thường kết hợp với giãn phế quản kèm theo. Kính mờ là vùng tăng đậm độ của phổi, nhưng chúng ta vẫn thấy được mạch máu đi dưới vùng tổn thương. Thứ hai là đông đặc là vùng tăng đậm độ của phổi nhưng mà không thấy được mạch máu trong vùng tổn thương. Tổn thương giãn phế quản có kéo, tức là sự giãn không đều của phế quản do lực có kéo của các tổn thương sơ ở xung quanh tạo nên hình ảnh xoắn vặn. Tổ ong là những kén khí đường kính khoảng 3 đến 10 mm phân bố sát màng phổi, có thể một lớp hoặc nhiều lớp. Giãn thực quản là khi đường kính ngang đo trong trong của thực quản lớn hơn 90 mm, đo 4 mức cá xương ức, cung động mạch chủ, carina và lỗ thực quản. Giãn thực quản là một trong những giãn thực quản là một yếu tố gây nặng đến tình trạng tổn thương phổi kẽ, và nó cũng thường gặp trong một số bệnh hệ thống, đặc biệt là bệnh xơ cứng bì, hạch bệnh lý khi mà đường kính hạch lớn hơn ngang ngắn, đường kính trục ngắn của hạch lớn hơn 10 mm. Thứ ba là hình thái UIP. UIP là một hình thái tổn thương không đồng nhất, đặc trưng bởi xơ hóa dạng tầng ong. Các tổn thương đặc hiệu của UIP đó là tổ ong và giãn phế quản co kéo, phân bố ngoại vi thì dưới hai bên. Trong tổn thương trong hình thái UIP thì có dấu hiệu cạnh thắng, tức là khi dựng mặt phẳng corona thì tổn thương và màng phổi tạo với nhau một góc 90 độ. Dấu hiệu này thì có độ đặc hiệu lên 94% đối với chung năm 2018. NFIP là hình thái dày, hình thái viêm và xơ hóa khoảng kẽ cùng một mức độ khác với tổn thương không đồng nhất của UIP. Đặc điểm hình ảnh đó là vùng kính mờ do dày kẽ và giãn phế quản có kéo, phân bố ngoại vi thì dưới hai bên. Trong tổn thương NFIP thì dấu hiệu bảo tồn khoảng dưới màng phổi có giá trị đặc hiệu khá là cao, đặc biệt khi kết hợp dấu hiệu dưới màng phổi và dày khoảng kẽ quanh bó mạch phế quản. Thì theo Kligerman năm 2019 thì đây là dường như có thể chẩn đoán là chắc chắn nó là NFIP. OP là một hình thái mô bệnh học đặc trưng bởi các nốt mô liên kết và nốt hạt trong khoảng chứa khí. Thì các hình ảnh đó là các vùng đông đặc phân bố thường là quanh bó mạch phế quản, và phân bố sát màng phổi.
dấu hiệu đảo san hô, tức là các vùng kính mờ được bao quanh với vùng đông đặc. Dấu hiệu này có gặp trong 2% bệnh nhân viêm phổi tổ chức hóa. Bệnh nhân được chọn lựa là những bệnh nhân được chẩn đoán sơ cứng bì, viêm da cơ, viêm khớp dạng thấp, bệnh môn liên kết động hợp và bệnh nhân có tổn thương phổi. Trên HRCT được đọc bởi hội đồng đa chuyên khoa, loại đi những bệnh nhân trong chỉ định với các lớp vi tính động phân giải cao, bệnh nhân có sốt, bạch cầu cao. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện và thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022. Quy trình chụp là chụp hai tư thế nằm ngửa và nằm sấp, hai tay giơ cao qua đầu, hướng dẫn người bệnh hít vào nín thở nhiều lần với mức độ giống nhau để được các lát cắt liên tiếp. Chụp định vị lấy toàn bộ lồng ngực từ nền cổ đến hết cơ hoành, độ dài lớp cắt khoảng 1,5mm và không tiêm thuốc ạ. Sơ đồ nghiên cứu được thực hiện là bệnh nhân được chẩn đoán sơ cứng bì, viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ, bệnh môn liên kết hợp tại bệnh viện Bạch Mai, được chụp các lớp vi tính động phân giải cao. Những bệnh nhân mà không có tổn thương phổi thì được loại ra khỏi nghiên cứu. Những bệnh nhân có thương phổi thì sẽ được mô tả tổn thương có hồi phục, không hồi phục và tổn thương khác. Qua đó chúng em sẽ thực hiện được hai mục tiêu: xác định được đặc điểm tổn thương và tính được tỷ lệ NFIP và UIP. Các biến số nghiên cứu đặc điểm chung thì được thực hiện dựa vào hồ sơ bệnh án và công cụ chẩn đoán hình ảnh. Các biến số đặc điểm thì dựa vào hồ sơ bệnh án và phân tích hình ảnh. Kết quả là cuối cùng em đi đến phần kết quả. Tiếp theo là em đi tới phần kết quả gồm tuổi trung bình của bệnh nhân là 53.8. Điều này cũng đồng nghĩa với nghiên cứu của Simon. Simon năm 2013 và Trung năm 2017, phân bố theo giới thì tỷ lệ nữ trên nam là 3/4 và 1/4, tương đồng với nghiên cứu của Simon 2013 và Trung năm 2007. Với nhóm tổn thương có hồi phục, tỷ lệ dày kẽ kính mờ đông đặc lần lượt là 100%, 90,5% và 16,7%, tương đứng với nghiên cứu của Tanaka năm 2004 thì dày kẽ kính mờ đông đặc lần lượt là 98, 91 và 35%. Nhóm tổn thương không hồi phục thì tỷ lệ giãn phế quản co kéo và tổ ong lần lượt là 30.9 và 21.4%. Có sự khác biệt so với nghiên cứu của Simon năm 2013 và Kozuka năm 2001. Điều này có thể được giải thích là trong nhóm bệnh nhân được chụp vào các lớp vi tính động phân giải cao ở những cái giai đoạn khác nhau của bệnh. Các tổn thương liên quan thì giãn thực quản và hạch nghi ngờ chiếm tiến tỷ lệ cao lần lượt là 16.7 và 11.9%. Khác biệt so với nghiên cứu của Suza năm 2006 và Salafi năm 2018, tỷ lệ giãn thực quản là 60.3 và hạch nghi ngờ là 67%. Điều này cũng có thể được giải thích là nhóm bệnh nhân có những bệnh mắc những bệnh hệ thống khác nhau. Về phân bố tổn thương thì phân bố theo phần trên dưới, thì phần dưới chiếm tỷ lệ cao nhất với 81%, với tổn thương phân bố theo phần trước sau thì phần sau chiếm cao nhất với 83% và tương tự là ngoại vi chiếm 33%. Thì điều này tương đồng với nghiên cứu của Shiva năm 2008 và Matheson năm 1989. Trong nhóm bệnh nhân sơ cứng bì thì NFIP có hình thái tổn thương gần cảm nhất với 81,3%, tiếp đến là UIP với 12,5%. Ở nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, UIP chiếm tỷ lệ cao nhất với 40%, tiếp đến là NSIP với 30%. Ở nhóm bệnh nhân viêm da cơ, tỷ lệ NSIP chiếm tỷ lệ cao nhất với 46,2%, tiếp đến là hình thái OP với 30,7%. Ở nhóm bệnh nhân mắc bệnh môn liên kết hệ hợp thì tỷ lệ tương đồng. Điều này là tương đồng với kết quả của nghiên cứu Boros D, Huili và Douglas. Sau đây em xin trình bày một số ca lâm sàng. Thứ nhất là bệnh nhân nữ 63 tuổi được chẩn đoán sơ cứng bì. Bệnh nhân này có tổn thương dày khoảng kẽ gồm dày lưới nội thùy và vách linh tiểu thùy, phân bố ngoại vi thị giới. Đồng thời bệnh nhân này có dấu hiệu chừa khoảng dưới màng phổi. Bệnh nhân này được chẩn đoán là hình thái NFIP. Thứ hai là bệnh nhân nam 63 tuổi được chẩn đoán bệnh môn liên kết hỗn hợp. Bệnh nhân này có hình thái tầng ong phân bố sát màng phổi ngoại vi thị giới. Đồng thời bệnh nhân này có giãn phế quản kèm theo. Bệnh nhân được chẩn đoán là hình thái UIP. Thứ ba là bệnh nhân nữ 63 tuổi được chẩn đoán viêm da cơ. Bệnh nhân này có các đám đông đặc phân bố sát màng phổi và phân bố quanh bố mạch phế quản, đồng thời có giãn phế quản trong vùng tổn thương. Bệnh nhân này được chẩn đoán là hình thái OP. Thì qua đó chúng em là về nhóm đặc điểm hình thái tổn thương thì nhóm tổn thương không hồi phục, tỷ lệ tổn thương dày kẽ kính mờ đông đặc lần lượt là 190,5 và 16,7%. Nhóm tổn thương không hồi phục, tỷ lệ giãn phế quản co kéo và tổ ong lần lượt là 30,9 và 21,4%. Trong nhóm tổn thương liên quan thì giãn thực quản có tỷ lệ cao nhất với chiếm 16,7% và tất cả các hầu như tổn thương là phân bố thường gặp nhất là phân bố ngoại vi thì dưới hai bên.
nhóm bệnh nhân sơ cứng bì thì tỷ lệ NF-IP tỷ lệ cao nhất chiếm 81.3%, hình thái GOAP chiếm 12.5% và không có bệnh nhân nào có hình thái OP. Nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp hình thái UIP chiếm tỷ lệ cao nhất với 40%, hình thái NF-IP và OP chiếm lần lượt là 30% và 10%. Và trong nhóm này có một bệnh nhân có hình thái kết hợp giữa NF-IP và OP chiếm 10%. Ở nhóm bệnh nhân viêm da cơ hình thái NF-IP chiếm tỷ lệ cao nhất với 46.2%. Ở nhóm bệnh nhân bệnh mô liên kết hỗn hợp thì tỷ lệ UIP, NF-IP, OP tương đương nhau với 33.3%. Và em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và quý đồng nghiệp ạ. Cảm ơn báo cáo viên Lê Thị Hoài. Bạn có thể cho biết là nghiên cứu của bạn có điểm mới gì, có tìm ra được những cái kết quả mới gì so với các nghiên cứu trước đây không? Vì trong phần trình bày của bạn tôi thấy phần kết quả là đều tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới. Thế thì vì sao mình cần phải làm nghiên cứu này? Thưa cô, là kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới nhưng ở Việt Nam mình thì chưa thực hiện một nghiên cứu nào ạ. Nên mà nhóm em muốn thực hiện nghiên cứu này ạ. Thế thì nó có tính ứng dụng như thế nào trong lâm sàng? Mục đích của cái nghiên cứu này để mình xem là ở nhóm ở những bệnh nhân ở Việt Nam thì cái khi mà cái hình thái tổn thương thì có tương đồng với những bệnh nhân ở trên thế giới không, để mình có thể tham gia vào điều trị, vì hai hình thái đấy có nhiều đặc điểm tương đồng nhưng mà cái tiên lượng và điều trị thì khác nhau ạ. Cảm ơn bạn. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn.